Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước mặt người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô với loài người thì không thể được, nhưng giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Dù sao thì người trong tin mừng mà hôm nay gặp Chúa đây, đối với tin mừng Thánh Matthew cho biết đó là một thanh niên, thì dù sao người thanh niên này đến gặp Chúa đây cũng có một tâm hồn tốt, cũng có một đời sống đức tin tốt, có một thiện chí đáng quý. Anh ta đến tìm gặp Chúa, và khi gặp Chúa Giêsu, anh ta quỳ lại và thưa với Chúa rằng: Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Tức là lòng anh ta khao khát sự sống đời đời. Anh ta vẫn có một thiện chí muốn hướng về sự sống vĩnh cửu trong Chúa. Rõ ràng đây là một điều tốt. Và hơn nữa, khi Chúa Giêsu nhắc lại những lề luật luân lý: Ngươi phải thảo kính cha mẹ, không được gian dối, không được giết người, không được lường gạt, không được ngoại tình, thì anh ta thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con đã giữ những điều ấy từ thuở nhỏ. Rõ ràng đây là một con người đầy thiện chí và có đời sống tốt lành. Chỉ còn một điều nữa thôi, anh ta đã dừng chân. Lời mời gọi của Chúa Giêsu đã làm cho anh ta thất bại. Chúa bảo rằng: Ngươi chỉ còn một điều nữa để được tới nước trời, để được sự sống đời đời, hãy bán của cải mà cho người nghèo. Anh ta sụ nét mặt và bỏ đi. Anh ta đã thất bại trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Và sau khi
người thanh niên giàu có ra đi rồi, Chúa Giêsu đúc kết bằng một lời xem ra, một lời xem ra khá bi quan, thưa anh chị em. Tôi đọc lại và anh chị em đọc thử xem nhé. Lời bi quan đó là lời gì? Chúng ta quen lắm. Ta bảo thật các ngươi, những người giàu vào nước trời thật khó biết bao nhiêu. Rồi gì nữa anh chị em, đọc giùm tôi tiếp theo đi. Ở trên ca đoàn không ai đọc hết. Người giàu vào nước trời khó biết bao nhiêu, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Anh chị em không đọc theo tôi được thì một là anh chị em không nhớ gì, tôi không tin câu này anh chị em không nhớ. Hai là anh chị em giàu cho nên sợ đọc câu này, nguy hiểm. Vì mình giàu cho nên cả nhà thờ đều im hết. Đáng sợ nếu chúng ta như vậy, khi chúng ta có của cải mà chúng ta đóng lòng, cho nên lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta sợ hãi, không dám thốt lên. Người giàu khó vào nước trời khó biết bao nhiêu, con lạc đà chui lỗ kim dễ hơn người giàu vào nước trời, làm cho mình sợ hãi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra cho anh chị em là, có phải hễ giàu là xa hỏa ngục, nghèo là vào nước thiên đàng, có chắc không? Tôi không tin điều đó. Tôi không tin điều đó. Nói rằng tôi không tin không có nghĩa là tôi nghi ngờ lời Chúa Giêsu, không có nghĩa là tôi phi bác lời Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta giải thích làm sao? Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đã từng đọc Thánh Kinh Cựu Ước thì anh chị em sẽ thấy từ những trang đầu của Kinh Thánh đã cho biết rằng bất cứ ai sống trong sự giàu sang, mà nếu sự giàu sang của họ là do họ làm ăn chân chính, không phải lường gạt người khác, không phải mánh mung, không phải tìm trên mồ hôi nước mắt của người khác để mình có được một sự giàu sang, thì được coi là sự giàu là Chúa chúc lành, là ơn lành của Chúa. Và các tổ phụ của chúng ta, tôi lấy ví dụ tổ phụ Abraham rất rất giàu. Tôi không dùng một chữ rất, mà tôi nói với anh chị em là Ngài rất rất giàu. Bằng chứng là Ngài đầy những đoàn vật và đầy những tôi trai tớ gái, cho đến nỗi ngày mà tổ phụ chia của cho người cháu của mình là ông Lót á, tổ phụ nói làm sao? Có phải đếm từng con heo trong nhà, 1, 2, 3, 4, 4 con này là của con? Không à. Tổ phụ đưa tay chỉ về một hướng và bảo với ông Lót cháu mình rằng, con cứ đi về hướng đó, tất cả đất đai, đàn vật và tôi trai tớ gái ở hướng đấy là của con, không cần đếm. Để nói cho biết sự giàu có của tổ phụ Abraham, và đó cũng là sự chúc lành của Thiên Chúa. Người giàu chưa chắc đã xuống hỏa ngục, nhưng có thật là người nghèo thì lên thiên đàng? Không chắc. Nghèo mà suốt ngày mơ tưởng tiền. Cái câu mà tôi nghe nhiều nhất nơi nhiều người đó là, giá mà có tiền thì giải quyết được nhiều việc. Thì có khi cũng đúng, nhưng mà mình mong mỏi đồng tiền để có thể giải quyết được tất cả thì chúng ta sai lầm. Mơ tiền cho đến nỗi cái gì cũng tiền, cái gì cũng thấy tiền. Thậm chí rất nhiều người lấy lý do kiếm tiền để biện minh cho việc mình lơ lỏng, lạc lẽo, lạc loài. Ba chữ L nhá: lơ lỏng, lạc lẽo, lạc loài đời sống đức tin. Tại, bị
vì bởi là những từ nối mà anh chị em hay dùng để giảm bớt đời sống đức tin. Hỏi sao không lo giữ đạo, hỏi sao không tham dự thánh lễ nhà thờ hay không tham dự thánh lễ cho đàng hoàng, tại con đi làm, tại con kiếm tiền, tại con nghèo. Hỏi tại sao không lo việc giữ đạo, kinh sách, cầu nguyện cho chu đáo, là bởi kiếm tiền, là bởi nghèo, là bởi lo, vân vân. Chúng ta đưa đủ thứ lý do mà không có lý do nào để nói với chính chúng ta rằng, để nói với chính bản thân mình rằng, bởi vì tôi thờ phượng Chúa cho nên tôi bớt việc làm ăn. Nhưng tất cả đều là bởi vì làm ăn cho nên bớt việc Chúa. Câu này nghe nhiều lắm, nghe riết phát chán. Hỏi sao không lo đi học giáo lý con, tại con đi làm. Giáo hội đã dành cho chúng ta tất cả mọi thời gian để cái chữ làm của chúng ta nó hiện lên ngay trước mặt mọi người. Nhưng chúng ta vẫn tìm cớ để lách làm tiếp, bằng cách là nếu thánh lễ mà tôi không dâng 4 giờ rưỡi sáng này, tôi dâng 9 giờ, được mấy người trong nhà thờ này? Tức là giáo hội đã lách cho chúng ta rồi. Giáo hội biết mình không thể dâng thánh lễ lúc 9 giờ, lúc 3 giờ chiều. Giáo hội đã dâng thánh lễ đầu ngày và nếu có nữa thì cuối ngày. Giáo hội đã hiểu tâm tư chúng ta rồi. Giáo hội đã làm cho chúng ta có tất cả rồi. Nhưng giáo hội đòi hãy tới nhà thờ, hãy dự lễ, hãy thờ phượng Chúa. Dù làm cái gì, dù phải lo cuộc sống thế nào, dù phải bươn chải ra sao, thì đầu ngày hoặc cuối ngày lo việc thờ phượng Chúa đã. Nhưng chúng ta vẫn cứ tìm cách lách. Giáo hội đâu có bảo anh chị em, đòi anh chị em là buộc 8 giờ sáng đọc kinh. Giáo hội chỉ gọi anh chị em là trước khi đi ngủ đọc kinh. Vẫn bỏ mà. Nghèo không phải là phúc, giàu cũng không phải là tội. Chúng ta dựa cớ đó để chúng ta giảm bớt việc thờ phượng Chúa, giảm bớt việc giữ lề luật Chúa. Chúng ta không còn đức tin nữa, hoặc là chúng ta làm cho đức tin mình suy giảm. Chúng ta lấy đó để làm cớ biện minh, thì lúc bấy giờ nghèo hay giàu đều trở thành tội. Con lạc đà chui lỗ kim dễ hơn người giàu vào nước trời, không có nghĩa là thấy người giàu cửa thiên đàng đóng lại. Không, ngày xưa ông Gia Kêu đó, khi Chúa vào nhà ông, Chúa không có lên án ông: ô, ông này giàu có quá cho nên ta chúc giữ ngươi. Chúa cũng không chúc giữ người thanh niên trong tin mừng hôm nay giàu có. Chúa chỉ có một lời mời gọi thôi: ngươi hãy cho đi. Thế thôi. Giàu Chúa không chúc giữ. Có điều là Chúa chỉ mời gọi hãy mở rộng trái tim, hãy ngửa bàn tay với bao nhiêu anh chị em, thế là được. Và vì thế thưa anh chị em, nếu chúng ta biết sắp xếp để trung thành với Thiên Chúa, trung thành với lề luật, trung thành với đời sống đức ái, và chúng ta biết cân đối đời sống của mình giữa một bên là kiếm tiền, lo cuộc sống hàng ngày, nhưng bên kia cũng vẫn là một đời sống trong đó linh hồn lên trên hết, tình yêu mến dành cho Thiên Chúa, đức tin đức cậy của mình dành cho Chúa lên trên hết, thì có ai trách chúng ta bao giờ? Có ai làm gì chúng ta bao giờ? Người giàu cũng tốt mà. Phải có những người giàu trong đời sống này thì giáo hội mới còn tồn tại những ngôi nhà thờ, những lớp giáo lý, những chỗ xây trường học,
những chỗ lo cho người ta, bệnh viện chẳng hạn, phải có. Ngôi nhà thờ chánh tòa của giáo phận Phú Cường chúng ta cái ngày khánh thành, lúc bấy giờ đã nhiều năm trôi qua rồi mà tổng kết lúc đấy anh chị em biết là bao nhiêu tiền không? Trên 120 tỷ mới xây xong cái ngôi nhà thờ. Nếu không có những người có lòng, giàu có nhưng có lòng, thì ngôi nhà thờ chánh tòa ở Phú Cường làm gì có. Cho nên điều quan trọng là Chúa không lên án người giàu, cửa thiên đàng không đóng lại với người giàu, và cửa thiên đàng cũng không hề chỉ mở ra với người nghèo. Nhưng quan trọng là người nghèo hay người giàu biết cân đối đời sống của mình ra sao để chúng ta chiếm được nước thiên đàng của Chúa, để chúng ta lưu lại được trong tình yêu của Chúa mà thôi. Hãy vì đấy mà ghi nhớ, để hôm nay lời Chúa, sứ điệp tin mừng của Chúa sẽ được sống bởi chính lòng anh chị em, bởi chính tất cả những cá nhân được gọi là các Kitô hữu đây, trong đời sống đức tin của mình hàng ngày. Anh chị em đứng.